Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự có đại diện các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người dân tham gia thụ hưởng chính sách này. Các ý kiến tham luận của đại biểu tại tọa đàm cho thấy, những năm qua thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh có 12.414 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng 297% so với năm 2018, chiếm 2,64% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, vượt 1,64% chỉ tiêu nghị quyết 28. Để đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về lĩnh vực này được triển khai sâu rộng. Hệ thống đại lý thu, cộng tác viên bảo hiểm xã hội tự nguyện được xây dựng phát triển, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Các ý kiến cũng đã phân tích thảo luận về những kết quả chưa đạt được, làm rõ các khó khăn, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, rút ra những cách làm, bài học kinh nghiệm hay. Trên cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Mai Hoa ghi nhận và biểu dương các ý kiến tham luận thẳng thắn, chất lượng của các đại biểu và đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh về ba nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và mỗi người dân trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa sự cần thiết, tính nhân văn, ưu việt của chính sách ý nghĩa này. Đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, kết hợp đối thoại trực tiếp, quan tâm hơn đến công tác tập huấn, nâng cao trình độ thuyết trình, vận động cho nhân viên đại lý, cộng tác viên ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện. Người làm đại lý thu bảo hiểm phải xuất phát từ cái tâm, làm việc khoa học, trung thực. Đồng thời tích cực nêu gương, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.